Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau khi đi vào biển Đông từ tối qua đến sáng nay bão số 3 đã mạnh lên cấp 10, 11 giật cấp 14. Dự báo trong một ngày tới bão sẽ còn mạnh thêm nữa khi mà đi nhanh theo hướng tây tây bắc. Đến 7 giờ sáng mai cường độ bão mạnh cấp 11, 12 giật cấp 15. Tâm bão nằm ngay trên vùng biển phía tây nam của tỉnh Quảng Đông Trung Quốc. Với sức gió mạnh như vậy bão sẽ rất nguy hiểm cho hoạt động của tàu thuyền. Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là phía Bắc Vĩ Tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc và Kinh Tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay có mưa bão, gió duy trì cường độ mạnh cấp 7, cấp 8 sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 11, 12, giật cấp 15 và độ cao sóng là từ 6 đến 8 mét biển động dữ dội. Từ đêm nay, gió ở huyện đảo Hoàng Sa cũng mạnh lên cấp 8, giật cấp 9 biển động. Độ cao sóng là từ 2m50 đến 3m50. Trời mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm theo lốc xoáy nguy hiểm. Vùng biển phía Nam hôm nay thời tiết cũng vẫn xấu do tác động của gió mùa Tây Nam. Vùng biển từ Bình Thuận xuống tới Cà Mau, Cà Mau, Kiên Giang ra đến ngoài khơi của Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa. Hôm nay trời mưa nhiều, lốc xoáy và gió giật mạnh, tiềm ẩn trong mưa, tầm quan sát hạn chế dưới 10 km. Thời tiết tốt nhất trưa và chiều nay là vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống tới Ninh Thuận. Trời sẽ có nắng nhiều, gió duy trì ở mức là cấp 4 đến cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km, độ cao sóng không quá 2,50 m ít ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.